Quý vị khán giả thân mến, chúng ta quay trở lại ở sân bóng Đầm Hồng Hai để chứng kiến trận thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay giữa các cầu thủ FC ACE cùng với lại cầu thủ FC Apple. Nhìn chung cặp thi đấu này cũng sẽ là một cặp thi đấu cân bằng, giống với là những gì ở trong lượt thi đấu đầu tiên hai đội đã diễn ra ở trên sân thi đấu số 10. Ở bên kia trên tuyến, cầu thủ FC Apple họ sẽ chấn giữ khung thành ở bên phía tay phải và ra sân trong màu áo đó là áo xanh quần trắng. Tiếng còi của chúng ta đã cất lên 25 phút thi đấu đầu tiên trận đấu giữa các cầu thủ FC ACE cùng với là cầu thủ FC Apple đã diễn ra. Đường chuyền, côi không được. Một tình huống băng lên và xâm nhập vùng cấm địa của đối phương rất nhanh đến từ Hữu Nam. Rất may là trong tình huống cuối cùng Hữu Nam lại không thể tạo ra một điểm cắt thành công. Ngọc Trung cơ vào. Hàng phòng ngự đang duy trì ở thời điểm này bên phía tuổi FC Apple có một đó chơi lúng túng trong những phút thi đấu đầu trận. Họ đang chưa cho thấy được sự ổn định mà những người hâm mộ bên phía FC Apple cần phải có. Được chuyển nhanh. Không được. Cú đá vừa rồi thuộc về Minh Dự. Không có quá nhiều những sự lựa chọn trong tình huống bóng này. Côi không vào. Đường đưa bóng vào rất nhanh đến từ Ngọc Hùng. Ngọc Trung vẫn chưa cho thấy được có thể mở lòng. Không được. Ngọc Hùng không vào. Một pha gạt phá bằng chân tốt đến từ Hữu Nam. Ngọc Hùng, Hữu Nam không được. Rất đáng tiếc dành cho ACE. Những cách tiếp cận khung thành khác nhau ở thời điểm này. Ngọc Hùng, Ngọc Trung không được. Một tiếng leo biên không có nhiều đà và nghĩ tới được sự lựa chọn để đưa bóng vào bên trong đến từ Văn Nghĩa. Vẫn còn đang công. Được chuyền vào. Côi không vào. Những tình huống thủ phản đến liên tiếp đối với là cầu thủ FC Apple. Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía ACE và họ đã suýt chút nữa nhận về một bàn thua rất đáng tiếc. Được rồi, cơ vào. Một tình huống búa ngay từ vị trí giữa sân rất nhanh đến từ Đức Hội. Đường chuyền dài của Văn Nghĩa. Ngọc Trung ở thời điểm này chưa cho thấy nhiều được sự hiệu quả trong lối chơi cài đè. Thôi không vào. Không thể có một tình huống tiếp cận và áp sát nhanh nào trong một pha xử lý rất ngẫu hứng của Ngọc Hùng. Côi. Như vậy thì có lẽ chúng ta cần phải xem lại tình huống vừa rồi. Và quyết định cuối cùng đó là bàn thắng thuộc về cầu thủ FC ACE. Một công dành cho bên phía cầu thủ áo trắng đen với pha xử lý và triển khai đá phạt cố định vừa rồi rất tốt. Không được. Ngọc Trung, Hữu Nam làm tường quá tốt đến từ Ngọc Trung. Ngọc Trung, cô này không được. Đà di chuyển trong pha va chạm vừa rồi và tình huống xử lý bóng quá mạnh đến từ Ngọc Hùng. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp thi đấu thứ nhất trận đấu giữa ACE cùng với là cầu thủ FC Apple đã khép lại. Tỷ số tạm thời sau khi kết thúc 25 phút thi đấu đầu tiên là 1-0 nghiêng về cầu thủ áo trắng đen. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong vòng một vài phút trước khi quay lại để theo dõi những diễn biến ở hiệp thi đấu thứ hai trong cặp đấu này. Như vậy chúng ta quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai trận đấu giữa cầu thủ FC ACE cùng với là cầu thủ FC Apple trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ hai sẽ một đám Motion League năm 2020. Tình huống phản công ngược dành cho bên phía tuổi FC ACE. Hữu Nam. Rõ ràng là trong tình huống vừa rồi thì nếu như cách xử lý hợp lý hơn thì trọng tài hoàn toàn có thể dành cho ACE một tình huống lợi thế khi mà Hữu Nam cũng đã có được. Được rồi. Cổ đai không vào. Hữu Nam không dành cho bên phía thủ ACE. Rất dễ dàng để cho Hữu Nam có thể đặt bóng vào một vị trí mà thủ môn bên phía cầu thủ FC Apple không thể kiểm soát được tình hình. Hải Nam đã hoàn toàn bị đánh bại trong pha cắt ngang đầu tiên. Hữu Nam
Chân trái không vào. Một chuỗi những tình huống phối hợp của bộ ba sẽ là tấn công bên phía cầu thủ FC ACE. Bóng một đáy biên. Anh Quân không được. Cũng kết thúc quá hiền của Anh Quân. Có nhiều hơn sự lựa chọn thay vì một pha dứt điểm ở góc khá hẹp cho pha xử lý vừa rồi của Anh Quân. Bộ là không được. Vẫn còn Hữu Nam. Rất dễ dàng và tỷ số đã là 3-0 dành cho bên phía các cầu thủ FC ACE. Đó là một tiếng phản lưới nhà của trung vệ thọng bên phía các cầu thủ FC FU. Tuy nhiên thì không lớn trong tình huống vừa rồi. Đó thuộc về Hữu Nam. Một tình huống bám biên xỏ kim và lấy về 30. Cơ hội không được. Tình huống mà Ngọc Lâm đã không thể dứt khoát tung ra một đường chuyền. Ngay sau đó thì Đức Hội đã tung ra một cú dứt điểm rất nhanh dành cho ACE. Tình huống đá phạt cố định ngay lúc này dành cho Apple. Anh Quân không vào. Tình huống triển khai đá phạt cố định tốt. Cú đá cuối cùng ở tuyến này là rất nhanh của Anh Quân. Nhưng nó không có đủ độ khó để đánh bại được thủ môn. Như vậy chúng ta cũng phải xem lại tình huống bóng vừa rồi. Như vậy thì trong tình huống lộn xộn vừa rồi thì bên phía cầu thủ FC Apple đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống là 1-3 nghiêng về các cầu thủ FC Apple. Minh Đức tuyệt vời. 4-1 dành cho bên phía cầu thủ FC ACE. Và nó có lẽ là một dấu chấm hết ở trong cặp thi đấu này dành cho những cố gắng của cầu thủ FC FU. Cú đá treo góc quá tốt của Minh Đức. Sự nỗ lực để giành lại trái bóng của Tuấn Khải trong pha va chạm đầu tiên vẫn là Đức Hội. Quá khỏe của Đức Hội. Tuấn Khải không vào. Vẫn không vào. Cú dứt điểm cuối cùng thuộc về Đức Hội. Hai cơ hội đến liên tiếp đối với là ACE. Pha vùng chân đầu tiên thuộc về Tuấn Khải và người kết thúc cuối cùng một chuỗi một pha phối hợp của cầu thủ ACE đó là Đức Hội. Tuấn Khải cài đè tốt. Đức Hội không vào. Và dứt điểm bóng cắt ngang khung thành của thủ môn Minh Dự của Đức Hội. Đường chuyền tốt của Đăng Phong không được. Cơ hội không được. Đường chuyền vừa rồi của Nguyên Luật dành cho đáy biên của Đăng Phong. Sẽ là tình huống đá biên ngay lúc này dành cho bên Tuấn Khải không được. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Tỷ số cuối cùng ở trong cặp thi đấu giữa ACE cùng với là Apple là 4-1. Chiến thắng với cách biệt 3 bàn đã giúp cho ACE tiếp tục nuôi dài được hy vọng đi vào những vòng thi đấu sâu ở trong mùa giải này. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong vòng một vài phút trước khi quay lại để theo dõi cặp thi đấu cuối cùng ở trên sân bóng Đồng Mai ở địa phận sân thi đấu số 10.